Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thể thao thứ hai của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình hôm nay, trước khi đến với các hoạt động thể thao khác, mời quý vị và các bạn đến với một trong những loạt trận cuối cùng của V-League mùa giải 2014. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua vòng đấu thứ 21 V-League đã diễn ra 6 trận đấu. Lịch thi đấu ngẫu nhiên khiến cho cục diện ở hai đầu bảng xếp hạng thay đổi từ kết quả của 3 trận đấu này. Hà Nội TNT gặp Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, BKMX Bình Dương gặp Hùng Vương An Giang trên sân Bình Dương và Thanh Hóa gặp Đồng Tâm Long An trên sân Long An. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi diễn biến trận đấu giữa đội bóng đang xếp thứ 3 và đội áp chót bảng xếp hạng qua phóng sự chúng tôi thực hiện trên sân Long An vào chiều thứ Bảy vừa qua. Dù có lực lượng rất mạnh, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung chủ động cho đội bóng mình chơi chặt chẽ trên phần sân nhà, tìm sơ hở để tung đòn quyết định. Nhưng không may cho đội bóng xứ Thanh, đội trưởng Tài Em của Gạch đã bất ngờ lóe sáng để giải cứu đội nhà. Trong pha tấn công gần như đầu tiên của trận đấu, Đồng Tâm Long An đã có bàn khai thông bế tắc. Nhận bóng từ khoảng cách 20m, Tài Em xoay trở nhanh trước khi quăng mu như kẻ chỉ vào góc chết cầu môn. Vĩnh Lợi không có một cơ hội dù chỉ mong manh để cản phá. Có vốn sớm, Đồng Tâm Long An thoải mái tâm lý hơn hẳn. Họ mau chóng triển khai thế trận phòng ngự chắc chắn, buộc Thanh Hóa phải vùng lên để tìm bàn gỡ. Cuối hiệp 1, đội khách còn được hưởng lợi thế khi tiền vệ Sim Quang Súp bị trọng tài Võ Minh Trí rút thẻ vàng thứ hai. Nhưng không vì thế mà Thanh Hóa chơi khởi sắc. Cũng cần khen ngợi thủ thành Quốc Cường đã có một ngày tỏa sáng xuất thần. Thủ môn Cốc Long An đã từ chối mọi cơ hội của các chân sút đối phương. Được chơi hơn người trong cả phần lớn thời gian hiệp 2, nhưng Thanh Hóa không thể tìm được đường vào khung thành Quốc Cường, được tổ chức rất chặt chẽ. Không những thế, hiệp 2 trôi qua được 15 phút, tính toán của huấn luyện viên Mai Đức Chung đổ bể hoàn toàn khi dính 7 phản công nhanh của đối thủ. Giữa hiệp 2, Đồng Tâm Long An cần người chơi mạnh mẽ ở giữa sân để hạn chế sức tấn công của Thanh Hóa. Huấn luyện viên Ngô Quang Sang buộc phải đưa cầu thủ có phong độ không tốt là Rapco vào sân. Và thật bất ngờ, không lâu sau khi vào sân thay người, Rapco nhận bóng từ pha phản công của Oseni trong thế đối mặt với Vĩnh Lợi trước khi lừa qua cả thủ thành này và dứt điểm vào lưới trống. Bàn thắng những đôi cách biệt cho Đồng Tâm Long An của Rapco Zajicevic khiến đội khách xuống tinh thần. Mặc cho hàng trăm cổ động viên Thanh Hóa trên sân vẫn nhiệt tình cổ vũ, nhưng các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung không thể tổ chức tấn công bài bản. Những đợt lên bóng rời rạc bị gãy vụn. Trong một chiều mà đội bóng Thanh Hóa chơi không đạt yêu cầu của huấn luyện viên Mai Đức Chung, tuyển thủ từng dự World Cup Nassasek của đội bóng xứ Thanh cũng không thể vực dậy cả đội. Trong trận đấu này, có thể nói đội trưởng Tài Em và hàng thủ của Đồng Tâm Long An, trong đó có Chí Công, là những người chơi nổi bật. Có thể nói, nếu như phía trên, Tài Em tỏa sáng khi ghi bàn rất sớm, giúp các cầu thủ Đồng Tâm Long An có đủ tự tin chơi bóng, thì ở hàng phòng ngự, chính Chí Công là chốt chặn tin cậy khi tả xung hữu đột, hóa giải hầu hết các pha tấn công của đối phương. Đặc biệt là trong những phút cuối trận, Thanh Hóa đã dùng tới bài rớt bóng bổng vào cho Van Baken và Slobodan Dinsic không chiến. Tuy nhiên, dù chơi hơn người và áp đảo gần như suốt cả trận đấu, thế nhưng Thanh Hóa vẫn không sao phá được mảnh lưới của Quốc Cường. Không những vậy, bi kịch còn đến với đội bóng xứ Thanh khi ở những phút cuối trận, sự nóng nảy của Văn Ta khi xô xát với cậu bé nhặt bóng đã khiến tiền vệ này nhận thêm thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Võ Minh Trí. Còn nhớ, khi khoác áo Ninh Bình ở lượt đi, Văn Ta đã đạp Danny David của Đồng Tâm Long An rồi bị nhận thẻ đỏ và bị phạt một số trận sau đó. Thật trùng hợp là lần này gặp Đồng Tâm Long An, Đinh Văn Ta lại nhận thẻ đỏ khi anh này thuộc biên chế của Thanh Hóa. Chơi hơn người, không có bàn gỡ và thậm chí bị đuổi người trước khi thua chung cuộc 0-2, Thanh Hóa xem như từ bỏ giấc mơ vô địch lần đầu tiên. Trong khi đó, 3 điểm của Đồng Tâm Long An đã gây áp lực rất nhiều lên Hùng Vương An Giang. Sau trận đấu, hai huấn luyện viên của hai đội đã chia sẻ nhận xét của mình về trận đấu như sau. Ở bên tôi thì đã không có tinh thần, không tốt. Tinh thần không tốt, không quyết tâm. Tôi thấy là đấy là đánh giá cao hơn vì Thanh Hóa đứng thứ bậc trên cao hơn tôi. Chứ thực tế là cái vòng 2 Long An đã tốt hơn. Vòng 2 này ở cái vòng về Long An đã bổ sung người, con phải nói con người chất lượng và tốt hơn. Đấy, trong khi đó Thanh Hóa chúng ta con người không được tốt. Nói hẳn thế, thế là chúng tôi thua là bình thường thôi. Và tôi cũng xác định là trận này đã rất là khó khăn với Long An. Đấy, và đúng như thế. Ý như rằng thì chúng tôi thua Long An với cái tôi nói rồi, tinh thần thi đấu của vận động viên tôi không tốt, không quyết tâm, không quyết liệt.
Trong khi đó thì Long An người ta cũng ở cái đáy vực thẳm, người ta quyết tâm rất cao và ta đã được sân nhà nữa. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ là chúng tôi bất lợi ở cái việc như vậy. Tôi đã nói rồi, mục tiêu Thanh Hóa chúng tôi phải cố gắng từng phân đấu từng trận một. Chứ tôi không có cái gì để mà nói để đạt mục tiêu cao. Chúng tôi chỉ có từng này, chúng tôi ở mức độ từng này thôi. Chứ là với cao rất là khó. Và bây giờ các bạn biết rồi đấy, Bình Dương với Hà Nội City người ta hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi con người không tốt. Thế chúng tôi chỉ có thế thôi, chúng tôi cố gắng phấn đấu từng trận một. Tất nhiên chúng tôi thua trận này thì lại càng khó khăn. Đấy, và chúng tôi phải cố gắng phấn đấu hơn nữa. Mặc dù thừa nhận chiến thắng của Đồng Tâm Long An là xứng đáng, thế nhưng ông Mai Đức Chung cũng không quên phàn nàn vì lối chơi của Đồng Tâm Long An mà theo ông là quá tiểu xảo. Long An đã tiểu xảo nhiều quá, đã tiểu xảo quá tiểu xảo, những quả hơi tí chạm ngã lăn hô to lên rồi ăn vạ, cái hình ảnh nó không đẹp. Tất nhiên là thắng rồi, thế chúng tôi cũng không có cái gì cả để mà nói, nhưng mà có những cái đội bạn là chơi tiểu xảo quá, quá chơi tiểu xảo, đá bóng rồi là lăn lộn rồi là kéo dài thời gian. Chứ còn thắng thì tôi công nhận là hôm nay Long An đá tốt hơn, giành thắng lợi, chúng tôi công nhận. Tôi nghĩ trọng tài hôm nay thổi tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy là Long An có dở cái bài nhiều cái tiểu xảo quá, nhiều cái tiểu xảo kể cả phản đối trọng tài, mà trong đó mình thắng rồi. Đấy, buộc giày rồi lăn lộn rồi là hơi tí ngã ra kêu, tôi nghĩ là cái đấy không anh. Bóng đá thì phải có thắng thua, nhưng mà thắng rồi thì phải biết cách như nào giữ cho đẹp, chứ đừng vì có tiểu xảo. Mà đấy là báo chí nói rất nhiều, tôi nghĩ cái đấy nó không hay, không đẹp thôi. Chứ còn người ta thắng thì tôi công nhận người ta thắng. Trong khi đó, giành được 3 điểm trong tình thế đã quá ngặt nghèo của đội bóng trong giai đoạn cuối mùa, người dẫn dắt Đồng Tâm Long An tỏ ra khá tự tin, theo cách chiến thắng Thanh Hóa dường như đã nằm trong dự kiến của đội. Thì chúng tôi đã ở một tình thế rất là khó khăn. 4 trận cuối của chúng tôi là xác định là phải chơi với tất cả cái nỗ lực cuối cùng, giọt mồ hôi cuối cùng. Chiều hôm nay thì các cầu thủ đã thể hiện được cái tinh thần tập trung và cái thực hiện theo đấu pháp của ban huấn luyện này là rất là tốt, và tôi xin chúc mừng tất cả các cầu thủ của tôi. Cái tình huống của Oceani thì theo góc quan sát của tôi đứng thì thấy là rõ ràng là Oceani đã bị phạm lỗi, nhưng mà với toàn nhân trọng tài thì họ sẽ có cái góc nhìn họ gần hơn thì họ xác định được thế nào. Tôi không rõ lắm, góc nhìn của tôi thì tôi thấy là Oceani đã bị phạm lỗi để tác động chung hậu vệ của đội phương sau lưng. Có thể nói đã khá lâu rồi Đồng Tâm Long An mới có một trận đấu trên sân nhà với một sự tự tin và đầy quả cảm như vậy. Những trận đấu với tinh thần quyết thắng cao độ như vậy chỉ thường thấy khi các cầu thủ Đồng Tâm Long An chơi trên sân khách. Trận gặp Thanh Hóa dù được đánh giá thấp hơn bởi đội khách đang có mục tiêu tranh chức vô địch, lại có dàn cầu thủ hùng hậu, trong khi đội nhà đang ở trong tình thế đầy bất lợi trên bảng xếp hạng, lại bị mất người từ cuối hiệp 1. Thế nhưng có vẻ như càng khó khăn, Đồng Tâm Long An càng chơi quyết tâm hơn. Ngoại trừ chiếc thẻ đỏ đáng tiếc của Sim Quang Súp, thì trong một chiều quá hưng phấn, tất cả cầu thủ Đồng Tâm Long An đã có một cuộc chiến đấu để vượt lên chính mình, gạt bỏ sự tự ti và giành 3 điểm trong thế yếu thắng thế mạnh. Thực sự là nói chung là tinh thần của anh em rất là tốt, mặc dù sau trận Hải Phòng thì chúng tôi cũng đặt quyết tâm rất là cao trận bán kết cúp. Thua trận đấu đó thì anh em cũng có buồn một đôi chút, nhưng mà tinh thần của anh em thì vẫn giữ như thế. Và thì hôm nay thì như các anh thấy tinh thần của em chơi rất là tốt, rất là hài lòng. Có được 3 điểm trọn vẹn, Đồng Tâm Long An xứng đáng bước lên ngang điểm với Hải Phòng. Bởi chiều cùng ngày, đội bóng đất cảng đã để thua Đà Nẵng với tỷ số 1-2. Như vậy, trong vòng đấu thứ 22, Đồng Tâm Long An và Hải Phòng sẽ có một trận đấu như một trận chung kết trên sân Lạch Tray. Nếu đội nào giành chiến thắng, đội đó sẽ chen chân vào top giữa. Đội còn lại sẽ phải vật lộn với cuộc đua tránh suất play-off cùng với Hùng Vương An Giang.